Sáng ngày 18 tháng 12 tại Lào Cai, không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu. Đặc biệt sau băng giá, thị xã Sapa đã xuất hiện sương muối với cường độ mạnh, phủ trắng cây rừng thuộc vườn quốc gia Hoàng Liên. Trước đó ngày 17 tháng 12, nhiệt độ trên đỉnh Phan -Băng đo được khoảng từ âm 1 đến âm 2 độ C. Các bề mặt hình thành một lớp băng mỏng và tan sau khoảng 30 phút. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, từ ngày 17 tháng 12, không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai khiến nhiệt độ các khu vực trong tỉnh giảm sâu so với ngày hôm trước, gây nên hiện tượng băng giá tại thị xã Sapa và một số khu vực vùng cao. Riêng nhiệt độ khu vực núi Fansipan giảm xuống dưới 0 độ C, tiết trời tại đây còn có mưa nhỏ. Nước mưa rơi xuống gặp lạnh, đông kết lại tạo thành một lớp băng giá trắng mỏng, bám vào cây cỏ, hoa trồng làm cảnh, bật đá lên xuống trên đường đi sàn gỗ tại khu vực dành cho du khách ngắm cảnh đỉnh Phan Băng. Đây là đợt sương muối thứ hai xuất hiện tại đỉnh Phan Xipang, tính từ đầu tháng 11 năm 2022 đến nay.